mọi người hiện giờ đang chờ đợi cái nè, là Chí Tài đi về Việt Nam hoài à, ở bển lâu năm nữa, rồi vợ để bên đây, rồi lại đồn đãi nào là có con ở bên Việt Nam nè, đúng không? Có mấy đứa rồi? Người ta đồn em có 2 đứa con. À, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi. Mà em không biết mặt nó làm sao nữa, tại vì em đâu... Ồ, ý muốn nói là sanh rồi mà em không có dưỡng đó, phải không? Không phải. Ý nói là em cũng không biết. Thì đúng rồi, làm sao biết được đâu. Cái người đàn ông sau khi đi rồi đâu có nhớ cái trách nhiệm của mình với người ta đâu. Anh làm tức là đẻ con rồi em không biết thôi. Anh Thảo này anh làm như là hiệp sĩ mù đó. Nhưng mà có không? Hả? Có không? Em sử mà rút kiếm là phải biết rút làm gì. Nhưng mà làm sao tin nổi nè, ai cũng nói là Chí Tài nha. Nhiều khi đó, bỏ Phương Loan ở bên này nha, đi về Việt Nam suốt mấy năm liền nha, Tết nhất cũng không có mặt ở nhà. Rồi người ta nói cái được chuyện con cái, nó chụp hình đưa lên nữa. Không có anh, phải thật sự vậy nè. Em đó, em nói thiệt luôn là cái điều mà bí mật, anh muốn biết điều bí mật của em đó là em đó, là cái bản tánh em sợ thay đổi.